Đinh Mão 1987, mình hỏa tháng 8 âm, tháng với những bất lợi và chưa thực sự hành thông trên nhiều phương diện. Cho dù lá số tử vi của các mạng có tốt đi chăng nữa, nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến đại cục trong tháng 8 âm này. Thiên căn khắc, địa chi xung, mệnh sinh. Tháng này về địa chi là Mão nên trùng năm, trùng tháng và trùng tuổi, rất là bất lợi. Đinh Mão vọng nguyệt chi thổ, thọ ngắm trăng. Nhưng tháng này xem chừng có thời gian và sức lực và niềm vui để mộng mị làm thơ nữa hay không. Công việc sẽ gặp khó khăn và khó mà nói dư tiền bạc để mở mang kinh doanh thêm. Và tiền bạc đã tiêu hao lại thêm vấn đề sức khỏe không tốt. Phải chăng khi tâm lý bất ổn, người ta không tìm được nơi an yên. Xuất hành đi xa cũng chưa hẳn là thuận lợi. Khi bộ sao tuế phá thiên hư tam môn đường phù thiên mã gặp kiệt và suy, gia đạo dễ có những chuyện không vui, áp lực mâu thuẫn, vợ chồng khó có cảm giác gần gũi nhau. Đen tình thì đỏ bạc, nhưng tháng này có lẽ Đinh Mão khó nói là có cả hai đều đỏ cả quý vị nhé.